Thánh Giuse Calasan, linh mục, sinh năm 1557, mất năm 1648. Thánh Giuse Calasan, sinh năm 1557, tại Beranta de la Sal, miền Aragonia. Cha mẹ ngài là một trong những nhà giàu có trong miền, nhưng đã dày công dạy cho con biết yêu Chúa thiết tha, ham thích cầu nguyện và gớm ghét tội lỗi. Chính Giuse, ngay từ niên thiếu, đã tỏ dấu có lòng bác ái, đặc biệt với trẻ nhỏ, và ưu tư giáo dục chúng. Ngài thường tụ họp các bạn trẻ lại để dạy cho chúng biết các mầu nhiệm đức tin và biết cách cầu nguyện. Lớn lên, Giuse được gửi học văn phạm và các môn cổ điển tại Estadilla. 15 tuổi, ngài đã hoàn tất chương trình trung học. Cha mẹ ngài đặt rất nhiều hy vọng vào tương lai của con. Giuse lại mong chờ một sứ mệnh cao cả hơn. Ngài xin theo học một chương trình sống rất nghiêm khắc để đề phòng những dục vọng bất chính. Ngài còn nhiệt thành dạy giáo lý cho người dốt nát, thăm viếng giúp đỡ các bệnh nhân và những người nghèo khổ. Dầu vậy, ngài đã thành công mỹ mãn và được cha cho phép ở lại để học dân luật và giáo luật. Ngày 11 tháng 4 năm 1575, ngài chịu phép cắt tóc gia nhập hàng giáo sĩ. Sau khi đậu tiến sĩ giáo luật và dân luật, Giuse tiếp tục học thần học tại Valencia. Nơi hoa lệ này, quỷ đã ra sức tấn công đức chinh khiết của Giuse, nhưng quyết hiến thân cho Chúa, Giuse đã chiến thắng vẻ vang. Từ đó, ngài bỏ Valencia để tiếp tục theo học tại Ancada. Tuy nhiên, một thông tin làm xáo trộn cuộc đời ngài. Người anh của Giuse, một sĩ quan trong quân đội từ trần mà chưa có con nối dõi tông đường. Giuse trở về quê nhà, vâng lời cha mẹ, nhưng vẫn nuôi ước vọng làm linh mục. Ngài ra sức cầu nguyện và được nhậm lời. Ngài bị lâm trọng bệnh và các y sĩ đều bó tay. Người cha của Giuse hứa cho ngài làm linh mục nếu được chữa lành. Giuse đã lành bệnh. Ngày 17 tháng 12 năm 1583, Giuse được thụ phong linh mục. Từ đó, cha Giuse lao mình vào công việc chấn hưng đạo đức. Ngài đã thành công đến nỗi 35 tuổi đã được đặt làm bề trên địa phận Ugen. Dầu vậy, ngài cảm thấy sức thúc đẩy đến Roma. Ngài lên đường và suốt 5 năm, ngài đã sống tại giáo đô như là một khách hành hương khiêm tốn. Trong thời gian này, thánh nhân đã thấy tận mắt sự khốn cùng và những tật xấu của đám dân nghèo. Ngài xác tín rằng tình trạng này gây nên bởi sự thiếu hiểu biết về đạo. Hiện đang được sở hữu tài sản lớn lao do người cha từ trần để lại, ngài liền thiết lập những trường miễn phí cho dân nghèo. Nhiều người đến cộng tác với ngài, phần lớn là các giáo sĩ. Dần dần, họ họp thành một dòng giáo sĩ triều
được đặt dưới sự bảo trợ của Mẹ Thiên Chúa. Năm 1622, cha Giuse đã đặt làm bề trên tiên khởi. Các trường dưới sự hướng dẫn của Ngài ngày càng thêm nhiều. Công cuộc của Ngài lan rộng sang Đức, Bohemia và Ba Lan. Về già, cha Giuse trở thành nạn nhân của một âm mưu nhằm chất phế Ngài xuống. Mầm mống chia rẽ vì ghen tị mọc lên trong dòng, khiến Đức Innocente X hạ dòng xuống thành hội đạo đức mà thôi. Cha Giuse vẫn vui vẻ chấp nhận. Tuy nhiên, Chúa lại thương thưởng công cho Ngài và nhiều phép lạ, nhất là được thấy Đức Mẹ Ẵm Chúa Giêsu đến xem các học trò của Ngài lần hạt và ban phép lành cho họ. Ngài còn được ơn nói tiên tri, cho biết 10 năm sau dòng sẽ phục hồi và bành trướng mạnh mẽ. Ngày 25 tháng 5 năm 1648, Thánh Giuse từ trần vì một cơn sốt, thọ 92 tuổi. Năm 1767, Ngài được phong thánh. Năm 1948, Ngài được đặt làm vị tông đồ việc giáo dục và làm đấng bảo trợ các trường công giáo. Chích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.